Tập tiếp theo của chương trình Phụ nữ quyền năng sẽ là câu chuyện vượt nghèo ngoạn mục của nữ doanh nhân Kim Dung. Mọi thứ nó có thể kết thúc ở một cái giai đoạn nào đó, nhưng cái sự nỗ lực là không được dừng lại và mình vẫn phải là mình. Và con đường bước vào nghề khá muộn màng của nữ diễn viên Dương Cẩm Linh. Một cái dịp tình cờ là anh Xuân Phước mới hướng em vô làm diễn viên. Em chưa bao giờ đóng phim. Xin mời quý vị khán giả cùng đón xem. Bài hát Trăng sáng trong làng qua phần thể hiện của MC Quỳnh Hoa đã khép lại chương trình Phụ nữ quyền năng tuần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất là mong quý vị sẽ đón xem ở những số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.